sập cầu Phong Châu còn ít nhất 10 người dưới dòng sông. Khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao bị sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông, kéo đổ trụ T7 làm sập hai nhịp giàn chính của cầu. Công an tỉnh Phú Thọ thông tin tại thời điểm sập cầu có một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, 6 mô tô và một xe máy điện đang di chuyển trên cầu bị rơi xuống sông. Số nạn nhân gặp nạn khi sập cầu hiện chưa thể xác định chính xác. Đến thời điểm sáng 10 tháng 9, có hai nam thanh niên bị rơi xuống mố cầu được cứu sống, một người đàn ông đi xe máy rơi xuống cầu may mắn được cứu và đưa vào bờ. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng của tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Quân khu 2 khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương vào cuộc, sớm khắc phục thiệt hại. Tại hiện trường, phóng viên báo Người Lao Động ghi nhận nhịp cầu bị sập trôi xuôi về phía hạ lưu, cách vị trí ban đầu khoảng 100m. Một ô tô tải bị mắc kẹt dưới nhịp cầu trong dòng nước chảy xiết. Từ trưa đến chiều tối 9 tháng 9, tại Phú Thọ tiếp tục có mưa, nước sông Hồng dâng cao, chảy mạnh, địa bàn rộng khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước nhấn mạnh, trước mắt cần nắm bắt chính xác số lượng người và phương tiện thiệt hại. Về phương án tìm kiếm cứu hộ, Phó Thủ tướng yêu cầu tạm thời tìm kiếm quanh bờ sông, nếu điều kiện cho phép sẽ dùng các biện pháp kỹ thuật khác. Nhấn mạnh phải bảo đảm lưu thông cho người dân, Phó Thủ tướng chỉ đạo xem xét làm cầu phao hay phà để tiết kiệm thời gian. Tại hiện trường, báo cáo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho hay còn ít nhất 10 người dưới lòng sông. Cơ quan chức năng đang trích xuất camera nhà người dân, camera hành trình của các ô tô và kết hợp với thông tin của người dân trình báo về việc người thân mất liên lạc để xác định số lượng người và phương tiện gặp nạn. Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát thông báo khẩn truy tìm tung tích, thông tin nạn nhân. Liên quan vụ sập cầu Phong Châu, lập tổ tiếp nhận thông tin khẩn cấp 24/24 giờ. Trưa 9 tháng 9, một số người dân đã đến hiện trường trình báo với lực lượng chức năng về việc gia đình có người thân mất tích. Đang triển khai công tác tìm kiếm, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết đã cử 455 cán bộ, chiến sĩ xuống máy phối hợp cùng các phương tiện của công an tỉnh để ứng cứu phương tiện, người dân không may gặp nạn. Song, do nước sông lớn chảy mạnh, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng quân đội, công an đã dựng xong trại dã chiến gần khu vực hiện trường để tiếp tục tìm kiếm cứu nạn. Vội vàng chạy đến hiện trường vụ sập cầu Phong Châu, chị Tê bật khóc khi dự đoán nhiều khả năng người em rể của chị, anh Hà Quốc Xê, sinh năm 1986, ngụ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, là tài xế lái ô tô đã bị rơi xuống sông khi sập cầu. Sóng nước lớn như thế này sao mà cứu được em đây? Em ơi, chị Tê khóc nghẹn. Chị Tê cho biết, khoảng 9 giờ sáng 9 tháng 9, anh Xê vẫn gọi điện cho vợ là em ruột chị. Sau đó, khi biết thông tin sập cầu Phong Châu, em gái chị đã gọi điện thoại cho chồng nhưng không liên lạc được. Linh tính chuyện chẳng lành, gia đình chị Tê vội đến hiện trường, tay không cầm nổi chiếc điện thoại vì run, lo lắng cho em. Chị Tê chốc chốc lại lấy tay gạt nước mắt, nhìn nhịp cầu nằm bất động dưới lòng sông đang chảy xiết, với hy vọng mong manh. Nếu em đi qua cầu chậm vài phút thôi thì đã không gặp việc đau lòng như vậy, chị Tê nghẹn ngào. Là một trong những nạn nhân được cứu sống, tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, anh Nguyễn Minh Hải, ngụ huyện Tam Nông, kể lại khoảnh khắc sinh tử. Khoảng 10 giờ sáng, anh Hải chở theo anh Bùi Quý Trọng, ngụ huyện Tam Nông, di chuyển qua cầu Phong Châu theo hướng từ huyện Lâm Thao về huyện Tam Nông. Khi đang đi với tốc độ 20 km/h được 2/3 cầu, anh thấy có dấu hiệu rung lắc và chỉ một giây sau thì cầu sập. Chúng tôi cùng xe máy rơi xuống sông. Theo phản xạ, tay tôi vẫn nắm chặt tay lái xe máy, còn Trọng ngồi im phía sau. Lúc đó nước sông dâng cao, chảy xiết, sông chúng tôi rất may rơi vào mố cầu nên thoát chết, anh Hải nhớ lại. Thoát chết trở về, anh Phan Trường Sơn ngụ huyện Tam Nông không thể quên khoảnh khắc kinh hoàng khỏi lưỡi hái tử thần. Khi tôi đang đi thì nghe thấy tiếng động lớn phía sau, cứ nghĩ là xe tải trọng nặng đang chạy. Chưa kịp phản xạ quay lại thì cả người và xe rơi xuống nước. Tôi cố hết sức ngoi lên khỏi mặt nước nhưng vẫn không nghĩ mình sống sót được, sau đó thì bám vào được một cây chuối trước khi được cứu đưa vào bờ, anh Sơn kể. Vụ sập cầu Phong Châu, nam thanh niên chèo thuyền ra dòng nước chảy xiết cứu người. Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu Phú Thọ xảy ra vào ngày 9 tháng 9, khi phát hiện có nạn nhân đang chới với giữa dòng sông Hồng chảy xiết, một nam thanh niên 26 tuổi đã vội chèo thuyền ra cứu, đưa nạn nhân vào bờ.
Căn nhà của anh Ngô Văn Khanh, sinh năm 1998, ở khu 5, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, nằm ở hạ lưu cầu Phong Châu chừng 300m. Khi nghe tiếng chi hô, cầu sập rồi, nam thanh niên vội vàng chạy ra hướng mắt về phía xa. Lúc này, hai nhịp cầu của cầu Phong Châu đã đổ sập xuống dòng sông Hồng đang chảy xiết, kèm theo nhiều tiếng hô hoán. Anh Khanh phỏng đoán có nhiều phương tiện và người rơi xuống sông khi hai nhịp cầu rất dài đổ sập như vậy. Tiếp cận bờ sông và quan sát ra dòng chảy, Khanh phát hiện một người đàn ông đang ôm chặt thân cây, cố gắng nổi lên giữa dòng nước đục ngầu. Không kịp nghĩ gì nhiều, nam thanh niên 26 tuổi vội ra chiếc thuyền của gia đình đang neo sát bờ sông rồi nhanh tay trèo hướng về phía nạn nhân đang kêu cứu. Nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, tôi lập tức ra lấy thuyền. Lúc đó diễn biến rất nhanh, anh Khanh nhớ lại và cho biết sóng nước chảy xiết khiến việc trèo thuyền không hề dễ dàng. Với khoảng cách chừng 400m, anh Khanh cố gắng chiến thắng dòng nước dữ, tiếp cận và ứng cứu nạn nhân kịp thời. Anh Khanh trèo thuyền quay trở lại bờ với một sinh mạng vừa được cứu sống, nạn nhân có nhiều vết thương, hoảng loạn sau khi gặp nạn. Anh cố gắng trấn tĩnh nạn nhân khi đưa được lên bờ. Anh Khanh cho biết, chừng 10 phút sau, người này mới đọc được số điện thoại để liên lạc thông báo cho gia đình. Nạn nhân được cứu sống là anh Phan Trường Sơn ở Phú Thọ, thoát chết trở về. Anh Phan Trường Sơn không thể quên khoảnh khắc kinh hoàng thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Khi tôi đang đi thì nghe thấy tiếng động lớn phía sau, cứ nghĩ là xe tải trọng nặng đang chạy. Chưa kịp phản xạ quay lại thì cả người và xe rơi xuống nước. Tôi cố hết sức ngoi lên khỏi mặt nước nhưng vẫn không nghĩ mình sống sót được. Sau đó, tôi vớ được một cây chuối bám vào trước khi được cứu đưa vào bờ. Anh Phan Trường Sơn kể lại và cho biết hiện sức khỏe đã ổn định sau khi được cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao bị sập. Quấn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Thông tin bước đầu, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông, kéo đổ trụ T7 làm sập hai nhịp giàn chính của cầu. Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, qua sơ bộ nắm tình hình tại thời điểm sập cầu có 8 phương tiện, trong đó có một xe ô tô tải, một xe ô tô con, 5 xe máy và một xe máy điện đang di chuyển trên cầu, bị rơi xuống sông. Đến thời điểm tối 9 tháng 9, có 2 nam thanh niên bị rơi xuống mố cầu được cứu sống, một người đàn ông đi xe máy rơi xuống cầu, may mắn được cứu đưa vào bờ.